Rồi coi master nhảy nha. Attitude của mọi người gọi là kinh khủng. Không thể khen bằng lời được nữa. Lúc đấy mà các bạn mà là mình ngồi xem ở đấy thì nó là mắt nhạ. Quá ghê, quá đã. Họ không cần phải over với cảm giác của họ. Họ chỉ cần thể hiện những cái bước nhảy đơn giản nhất có thể thôi. Mình đã nhìn được thấy họ ghê như thế nào rồi. Mọi người biết sao, nó giống như là một cái hình ảnh lịch sử ấy. Đấy là anh Thành Dư Quân với chiếc đầu chọc đó, với bộ quần áo màu đen đó đang lăn lê ở trên sàn, thì nó làm cho tất cả mọi người cảm thấy xúc động. Khâm phục ấy. Bởi vì anh Thành Dư Quân đã nghỉ nhảy kiểu như thế rất lâu rồi, nhưng mà đến khi gặp lại thì vẫn như thế, nó không thay đổi gì, vẫn là những cái bước nhảy đấy nhưng mà nó hoàn mỹ hơn. Ở trong đấy kiểu chị Mai đang kiểu trông sung sính các thứ, đi bốt không sẵn sàng nhảy lắm nhỉ, không lên kiểu vẫn làm vài đường quách rất là duyên đấy. Khi mà mình thấy anh Phước đi, mình đã wow, cái level vận động viên nó là làm một trick nào đấy thì là chắc trick đấy. Cái cú mà anh ấy di đầu và giữ halo và ăn nhạc, cái trình độ vận động viên nó phải như vậy. Respect. Sau khi mà Phước nhảy xong thì mình có tìm với cả Phước Ly là Akala, Akala. Akala là một cái tổ hợp truyền thống của Big Toe. Thế là Phước Ly kiểu ok bắt nhịp luôn, 5, 6, 7, 8 tất cả anh em vào Akala. Cuối cùng mình đã được nhảy Akala ở trên sân khấu Sweden Việt Nam. Mỗi master luôn quay lại với phong cách đặc biệt của họ. Họ tự tin hoàn toàn, ít người khác có thể bắt chước lại được. Master đúng là master. Trận này Sonic Boom với Cthulhu lên luôn đi Cương ơi. Trận này trận kiện tướng lên tụi em ơi. Âm nhạc nha, ai thấy nhạc hợp là lên liền nha. Thank you.
Ok, cảm ơn phần góp ý của tất cả các em. Nè, giờ tôi chỉ định ai người đó ra nhảy bụng rau một thôi nè. Đây, bắt ra. Đó. Mạnh Quyền, ra. Đó, Street Dancer là ra. Sơn Lương đâu rồi? Lên. Kirby, lên. Thế Nhi, lên. Chin Chin, lên. Rồi, nhiều đó rồi. Đó, một rau một. Máu lửa lên. Ừ, CK luôn. Đó. Rồi, người yêu Chi Phu nè, lên luôn. Rồi, xong nha, cùng mình nha. Âm nhạc. Okay, let's go. Okay, that's it. Thank you. Give it up for everyone. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Và mình cũng bất ngờ với tất cả những anh chị, anh như anh Hà Lộc, chị Uyên. Thì những người đó là những người ở một cái thể loại khác chứ không phải là Tristan. Thì họ cũng có thể freestyle được với thể loại của họ trên tất cả các nền nhạc, chứ không phải là họ chơi thể loại đó, họ chỉ đi vào performance thôi. Lúc đó thì có khá là nhiều street dancer ở đó, thì mình cũng bị hơi khớp một nhẹ một tí xíu, bị cuốn theo. Yeah, bị cuốn theo, cái beat nó rất là mạnh, rất là trôi nhanh. Thì mình mới biết là những cái bạn dancer đã phải tập luyện nhiều như thế nào để mình có thể freestyle và có thể đấu xử lý nhạc tốt. Thì đó là một cái mà Lộc cũng rất là học hỏi được từ các bạn street dancer. Mình nhận ra rằng là cái cộng đồng của mình nó rất là đẹp. Mọi người luôn chia sẻ cho nhau, mọi người luôn dắt tay nhau, cùng nhau đi lên. Có nhiều khoảnh khắc mà cái không khí của anh em, những việc của anh em hô cho nhau, anh em ra bắt tay ôm ấp, anh em kiểu trêu nhau hoặc các thứ, nó rất là real. Thì đây như là một ngày tụ họp của tất cả anh em Street Dance Việt Nam vậy. Đây chính là nhảy đường phố, tăng tốc tiến lên, tỏa sáng everywhere I go.